Tôi là Nguyễn Thị Ngân. Năm ngoái tôi có lên lớp học thập chỉ Liên Tâm và đã được thầy Dư Quang Châu đã hướng dẫn cho tất cả các anh chị em học khóa thập chỉ Liên Tâm này, và đã được các anh chị em trong hội giúp đỡ, và cũng nhiều lần tôi cũng lên sinh hoạt ở hội, và cũng được tất cả hội viên tức là làm những việc như thầy dạy, thầy chỉ dạy, và có cả chườm đá. Thì trong thời gian chườm đá, tôi chườm đá được hơn 3 tháng. Thì nói chung là tất cả trong người là nó cũng đỡ nhiều, về máu huyết nó cũng được được tốt hơn, cải thiện hơn, nhất là máu mỡ đã được cải thiện này, rồi tức là về cái ăn mà để tiêu hóa thì nó cũng tốt hơn. Thế đi lại thì bây giờ cũng đỡ. Và nhưng mà hồi trước ngồi xuống đứng dậy được không? Là không đứng ngồi lên đứng, ngồi xuống và đứng lên rất là khó khăn, và đi lại thì cũng đau. Bây giờ ngồi nhiều. Xuống đứng dậy sao? Bây giờ ngồi xuống đứng dậy thì nói chung là trước là 10 phần đau, mà bây giờ thì cũng bớt được khoảng 5-6 phần rồi. Vậy ngồi xuống đứng dậy thử vậy đi, ngon lành rồi. Ngồi xuống đi. Trước khi chia. Em cũng có lời cảm tạ thầy Dư Quang Châu đã đến đây để chỉ dạy cho tất cả học viên có một khóa học để mà tức là để tự cứu lấy mình, hỗ trợ cho nhau và tự cứu lấy mình nữa. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ Liên Tâm.